tao đang gấn này để mày nó sang được đấy. Chủ động gọi điện cho tao. Chào tất cả anh em, mình là Tào Đỗ. Hôm nay mình ngủ dậy, mình có nhận được rất nhiều tin nhắn của anh em nhắn tin là anh ơi, có một thằng nó chọc ngoài anh, nó đẻo anh về cái cổ con RS150. Thì cu em đấy đi lắp mô bên mình và đi dán tem bên một shop nào đấy, và cái shop đấy quay lên TikTok nói là ôi giời, cái mô này nọ cái kia nhìn buồn cười không, và cái logo này là bằng giấy dán đề can. Thực ra logo con Atomic đấy thì mình rất nhiều, nhưng mà rất nhiều anh em kiểu yêu quý mình thì cũng muốn là dán cái logo tài khoản của mình thì mình in bằng đề can, dán vào cái mô luôn cho nó đẹp, cho nó kiểu anh em thích ấy. Nhiều rất nhiều anh em thích thì mình dán kiểu như vậy. Và cái cổ đấy cuốn cũng rất đẹp, mà hàn mân sâu thì thật sự anh em là cũng không phải là xấu mà cũng không phải là quá đẹp, và tóm lại là cũng được anh em nhá. Mà nó chê là tempo dán đề can rồi là cái gì nhỉ, cổ quấn kiểu chê bai, xong rồi bảo là shop logo to nhất miền Bắc cái loại này kia, kiểu ý là nó để ở mình. Thì thực ra là này, hôm nay mình làm clip để mình gửi đến cái thằng Hoàng Tú đấy nhá. Mình không biết là nó sinh năm bao nhiêu và bao nhiêu tuổi, mình cứ nói luôn là thằng Hoàng Tú. Tao hỏi mày là mày có bao giờ mày làm lỗi cho khách hay không đấy, mày có phí lỗi cho khách bao giờ chưa? Thật sự anh em, mà tất cả anh em làm nghề độ xe chế xe, kể cả ông nào gọi đến mấy qua lô đến mấy cũng phải có lúc lỗi anh nhá. Nhưng mình khẳng định với anh em luôn, cây bô đấy lắp trên con GS đấy không lỗi một cái gì. Ý nào nó chê là kiểu là quấn không được đẹp, làm không được đẹp, thì tí nữa thì mình sẽ ghép cái ảnh kem con GS đấy vào cho anh em xem là cái cổ đi quấn thì nó có đẹp hay không, để anh em tự nhận xét. Còn chủ xe ấy, sáng nay còn nhắn tin với mình là anh ơi, em không quay đăng lên TikTok coi nhé, mà là chủ shop nào đấy người ta quay lên chứ không phải là em, nên anh đừng chửi em. Và chủ xe cái con người ấy đấy còn nhắn tin mình là em rất ưng và hài lòng cái bộ bô này ở góc ở bên anh, bộ bô này có 2 triệu thôi anh em ạ. Đó, nên chủ xe người ta còn rất hài lòng, rất ưng, mà ông không phải là thằng chủ xe, ông chẳng là cái gì cả, mà ông đá sáy tôi, ông nhắc tên tôi và ông nhắc tôi vào cái clip đấy, thì ông xem lại cái tư cách của ông là như thế nào. Đó, ông là thợ mà ông cách hành xử của ông không bằng một đứa trẻ con. Tôi đăng bài lên Facebook rồi, nhưng mà thực sự ra bài Facebook lạnh quá, tại vì là nó có những từ ngữ không được cho phép ở trong cái bài đăng đấy, thế nên là xóa mất rồi. Đấy cổ hôn như bên mình làm đây anh em, đây mình sẽ có thể quay lần này cho em xem để quay đấy. Đây cổ bô bầu ơi, tô bên mình anh em có tiền số, nói chung là nó cũng ở mức khá trở lên, tại vì đây là làm thủ công 100% anh em nhá. Còn tao nói thật mày, mày nó cô thật, nhưng mà nó thật mày là mày chỉ biết đi mua của những xưởng lộ ra và mày về lắp khách thôi. Còn cái loại mày thì chắc gì đã biết cầm cái máy hàn như thế nào đâu á. Đây là bên tao tự gia công sản xuất bầu ô tô. Còn cái cổ kia là cổ quả con lớn kia là cầu xỉ của ông đó. Thì có nghĩa là nó đây, mình sẽ cầm cái cổ đây, cái cổ như kiểu này này là cổ các shop gia công và các xưởng gia công đổ xỉ cho các shop. Và mấy bố đấy thật anh em là chỉ biết cầm những cái cổ này về và lắp cho khách thôi. Ví dụ như cái form cổ này lắp cho con AK đúng không, cũng lắp cho cả SC, cũng lắp cho cả AR. Nói chung là nó là một form cổ, nó không thể chuẩn 100% được. Nó thật anh em, cái tên mình cũng có bán, đây là cổ bố tôi mình đó. Thực ra là các ông chẳng biết cái gì về làm cổ bố cả, nhưng ông chê là ui dù ơi, từ bé mình không nhớ chính xác là clip như nào, là ý là chưa bao giờ thấy cổ là ấn như này, chẳng hiểu ấn này là ấn như nào. Còn các ông là cái tư cách ông là một thằng thợ mà ông đi chê thợ xong khác thì đội kia, nhưng bản thân của ông không biết làm cổ bố thì tôi thấy là ông im cái mồm ông đi đó. Còn ông đừng có bú phê, có thật với ông thấy cái tên tôi chẳng là cái bố đúng không, là tài bố độ, và ông quay ông kiểu là lấy cái tên tuổi của tôi để ông bú phê, ông kiếm ít tương tác kiếm khách về đúng không. Nói chung là hèn lắm, nó thật sự là hèn lắm đúng không ạ, quá hèn luôn. Mình làm mình dựa trên cái đó của mình, cái trí tuệ của mình làm ra đồng tiền, chứ đừng lấy cái tên của người khác sau lại đi đăng lên để lấy thêm, lấy tương tác để kiếm tiền nhá. Tôi nói cho ông biết đấy, ông xem lại cái cách sống của ông. Còn tôi nói thật với ông nhá, nói thật với anh em là rất nhiều anh em khác đến shop mình độ cô hay là làm gì đó, hay là fit gì đó, mình biết thừa là cái đồ đấy của shop nào, nhưng mình không bao giờ mình nói là chê shop đấy là ngu, shop đấy không biết làm hay là bất cứ gì cả. Tại vì sao? Cái thứ nhất là toàn là anh em thợ đúng không ạ, mình không nên trả đạp nhau. Cái thứ hai là không một ông thợ nào dám vỗ ngực bảo là tao làm không bao giờ mắc lỗi, tao làm không bao giờ sai.
tôi khẳng à, mình khẳng định với em luôn là không bao giờ ông thợ nào dám vô được như thế, lắp sai lắp lỗi đầy, kể cả những shop hàng đầu Việt Nam bây giờ luôn. Tôi ra đây em đấy, nên là sai thì sửa, nhưng mà nói thật với em là cái cổ máy đấy đó mình không lỗi một tí nào, và quấn lên dán xe cũng rất là đẹp, nhưng mà nó thấy cái tem là logo tài vô độ của mình dán ở cái demo bắt đầu nó lên, nó quay clip đăng lên TikTok để nó kiếm đi fame để lấy cái tương tác. Tao nói cho mày biết đấy, mày động vào nhầm người rồi. Ngày hôm nay tao rất bận, từ sáng giờ tao có số điện thoại mày rồi nhưng mà tao không thèm gọi đấy nhá. Tao đang cấn này để mày nó sang được ấy, chủ động gọi điện cho tao, còn tao và mày sẽ gặp nhau đấy không? Mày cần nghe đây thôi, tao không nạ gì mày đâu, đúng không? Trách phát ra biết ngay, đừng động vào bát cơm mà nháo vào nhau mà trà đạp lên cái sản phẩm của người khác để bán được sản phẩm của mình, đúng không? Ông không làm được sản phẩm ông đi mồm đi, ông chỉ biết lấy quả những thằng khác về ông lắp thôi, ông chỉ biết tháo đốc ra lắp thôi, ông hàng làm sao được, ông đi làm sao được con sâu. Đây mình cho anh xem này, đây là bên là hàn kiểu là robot anh nhá, kiểu hàn bên máy móc người ta hàn, bên mình hàn anh em nhìn này, nó không chênh lệch nhau nhiều về mối hàn. Đây là bên mình làm thủ công 100%, bên này là làm bằng kiểu có máy bàn xoay các thứ, thì anh em thấy cái chất lượng nó không hề kém một tí nào, nó là bình thường mà nó đi chê rất ức chế. Sáng nay đang sờ tớp chửi rồi, đăng ảnh các thứ về nó rồi, nhưng mà bị Facebook người ta xóa mất. Mình không biết làm nào, Facebook còn khóa bình luận, khóa mình đăng bài luôn, nên mình phải quay lên YouTube để cho anh em xem. Không anh em lại bảo là mình cái lọc mình việc kia chỉ bị có vô thôi, thực ra là nó không làm cái gì cả, nó 2 triệu, nhưng mà nó trà đạp lên, nó trà đạp thêm shop này để nó lấy thêm, để nó kiếm thêm cái đồng tiền nó, thôi không được. Ok, cảm ơn tất cả xem clip mình nhé.